tin trên lĩnh vực an ninh trật tự, Công an huyện Đam Rông đang tạm giữ và đấu tranh khai thác với hai đối tượng trộm 5 xe máy, gồm Nguyễn Đại Lục, sinh năm 1999, trú tại thôn Phi Rút, xã Đà Rệt San, huyện Đam Rông, và Trần Tấn Thành, sinh năm 1988, trú tại xã Quảng Hòa, huyện Đắk Cờ Long, tỉnh Đắk Nông. Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2017, trong khi lực lượng công an huyện Đam Rông đang thực hiện tuần tra giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, thì phát hiện hai đối tượng trên có hành vi đột nhập vào nhà Nguyện tại thôn Văn Kế Năm, xã Đà Rệt San để lấy tài sản. Ngay sau đó, lực lượng công an đã truy bắt hai đối tượng này. Tuy nhiên, hai đối tượng Lục và Thành đã điều khiển xe máy chạy trốn về khu vực ngã ba Bằng Lăng, xã Liên Sơn, huyện Đam Rông. Đến 8 giờ 15 phút ngày 4 tháng 8 năm 2017, công an huyện Đam Rông đã bắt được đối tượng Lục khi đang lẫn trốn tại khu vực suối Bằng Lăng, xã Liên Sơn, huyện Đam Rông. Đồng thời thu giữ của Lục một xe máy hiệu Kazoo không biển kiểm soát và một máy phát điện loại 3 kW. Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, đối tượng Thành bị bắt tại khu vực thôn Đắc Măng, xã Đà Rờ San, huyện Đam Rông khi đang đi tiêu thụ tài sản trộm được. Tại đây, công an huyện Đam Rông cũng đã thu giữ của Thành một xe máy hiệu Dream không biển kiểm soát cùng hai bình ắc quy. Qua đấu tranh, hai đối tượng Lục và Thành khai nhận đã cùng nhau thực hiện 5 vụ trộm xe máy, một vụ trộm máy phát điện, một vụ trộm máy bơm nước, hai vụ trộm bình ắc quy xe ô tô, xe máy múc cùng một số vụ trộm chó gà khác. Hai đối tượng Lục và Thành và những tang vật trong các vụ trộm trên đang được công an huyện Đam Rông tạm giữ để điều tra làm rõ vụ việc.